cầu thủ U23 Việt Nam xuất tung lưới Hàn Quốc bị gãy xương sườn. Hậu vệ Vũ Tiến Long, tác giả bàn gỡ hòa 1-1 trước Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2022, phải rời xa bóng đá 2 tuần để điều trị chấn thương. Sau khi trở về từ giải U23 châu Á 2022, Tiến Long đã trở về Thanh Hóa để thăm gia đình. Sau đó anh trở về Đại Bản Doanh để tập nhẹ nhàng cùng với câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ quê Thanh Hóa bị đau nhẹ ở phần xương sườn. Anh được các bác sĩ câu lạc bộ Hà Nội đưa đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả cầu thủ chạy cánh của U23 Việt Nam bị trạng xương sườn. Vết thương này kín không nguy hiểm, nhưng bác sĩ yêu cầu Tiến Long phải nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh. Chiều ngày 23 tháng 6, Tiến Long vẫn có mặt ở buổi lễ vinh danh và trao thưởng của câu lạc bộ Hà Nội dành cho những cá nhân U23 Việt Nam xuất sắc. Tiến Long được thưởng 300 triệu đồng bằng giá trị phần thưởng với Văn Tùng. Cầu thủ U23 Việt Nam của Hà Nội nhận số tiền lớn nhất là Bùi Hoàng Việt Anh với 600 triệu đồng. Tiến Long sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Anh từng bị lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai đánh trượt rồi bị Viettel loại trước khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội. Anh là một trong những phát hiện của huấn luyện viên Gong O-kyung ở giải U23 châu Á khi chuyển từ vị trí trung vệ sang đá biên. Tiến Long đã thi đấu cả 4 trận trong hành trình U23 Việt Nam lọt tới tứ kết. Trong đó dấu ấn đậm nét nhất là cú sút gỡ hòa 1-1 trong trận đấu với Hàn Quốc ở vòng bảng. Trước Tiến Long, ngoại binh Z cũng gặp chấn thương đứt dây chằng khi đấu tập cùng Phù Đổng. Ngoài ra Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân và Đỗ Duy Mạnh cũng chưa thể thi đấu trở lại. Trong số này, Văn Xuân vừa lên bàn mổ và mất 6 tháng để phục hồi. Ngày 26 tháng 6 tới, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có trận đá bộ vòng 3 V-League 2022 gặp câu lạc bộ Nam Định trên sân nhà.